Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 22 tháng 6 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong khoảng 2 ngày tới, vùng áp thấp nóng sẽ tiếp tục gây nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ, có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt, thậm chí ở khu vực đồng bằng Trung Du có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ở trong khoảng từ 36 đến 39 độ, có nơi cao hơn. Từ đêm ngày 24 tháng 6, vùng hội tụ gió trên cao được thiết lập lại thì thời tiết sẽ chuyển xấu với khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác. Riêng các tỉnh vùng núi và Trung Du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở các tỉnh đồng bằng. Còn đối với khu vực Trung Bộ, trong 3 ngày tới, nắng nóng gay gắt trên diện rộng sẽ xảy ra tại khu vực các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Phú Yên với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 cho đến 39 độ, vùng núi có nơi trên 39-40 độ. Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài sẽ gây bất lợi cho các hoạt động ngoài trời của du khách. Trong khi đó, các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận chỉ có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 33 cho đến 36 độ. Về chiều tối và đêm, trên toàn khu vực chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, mưa dông xảy ra ngay sau thời điểm nắng nóng, luôn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy hiểm. Trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình yếu, chi phối đến thời tiết các tỉnh thành Tây Nguyên trong 3 ngày tới. Do đó, dù ban ngày trời có nắng, nhưng mà đến chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong đó, vùng mưa tập trung chính ở phía nam khu vực, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông, du khách cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực này dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Đến với khu vực Nam Bộ, trong 2 ngày tới, tại đây có mưa dông xảy ra ở khoảng 1/2 diện tích khu vực, có nơi mưa vừa mưa to. Thời gian mưa tập trung về chiều tối, ban ngày trời nắng gián đoạn, với mức nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ, có nơi cao hơn. Sang đến ngày 25 tháng 6, mưa gia tăng và xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Đồng thời, mưa có khả năng xảy ra sớm vào buổi trưa và trong cơn dông luôn tiềm ẩn các nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Riêng đối với khu vực Côn Đảo trong 3 ngày tới, ban ngày trời cũng nắng với nhiệt độ ở trong khoảng từ 32 đến 33 độ, tiết trời dễ chịu. Cùng với đó, những cơn mưa rào và dông chỉ xảy ra một vài nơi về chiều tối. Vì vậy, du khách có thể cân nhắc lựa chọn Côn Đảo làm địa điểm du lịch trong thời gian này. Nằm ở phía đông của Côn Đảo, hòn Bảy Cạnh, có diện tích khoảng 683 ha với hệ thống rừng nguyên sinh rộng lớn bao phủ gần như toàn bộ đảo, cùng với đó là cả một hệ sinh thái rừng ngập mặn khoảng 5,1 ha sinh trưởng và phát triển trên nền cát pha lẫn san hô chết, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảnh quan cũng như liên kết các hệ sinh thái rừng trên đảo. Ngoài hệ sinh thái đa dạng của rừng và biển, hòn Bảy Cạnh còn được biết đến là nơi có số lượng rùa đến đẻ trứng nhiều nhất tại khu vực Côn Đảo. Do vậy, du khách cũng đừng bỏ lỡ cơ hội được quan sát rùa biển sinh sản vào ban đêm lúc thủy triều lên cao. Nếu tiếp tục hành trình đến tham quan hồ ấp trứng thì du khách sẽ được chứng kiến cảnh tượng từng chú rùa cố chui ra khỏi vỏ trứng và leo lên miệng tổ ấp. Ngay sau đó thì rùa con sẽ được đưa xuống bờ cát khi mà con nước cao và mặt trời chưa gay gắt. Được chiêm ngưỡng cảnh tượng hàng trăm hàng nghìn chú rùa con chập chững trở về phía biển sẽ là một trong những trải nghiệm thú vị trong hành trình đến với Côn Đảo của du khách. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại!